Tôi là Diễm Loan của Nóng 24 giờ và bạn dẫn của tôi là Quang Huy sẽ là người đồng hành cùng với quý vị xuyên suốt bản tin ngày hôm nay trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Báo động 2/3 ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội là trong cộng đồng. Vì sao giao thông cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh liên tục hỗn loạn? Trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về thông điệp ý nghĩa phòng chống dịch Covid-19. Thông qua thời lượng 30 phút của chương trình, chúng tôi sẽ truyền tải đến quý vị rất nhiều những thông tin nóng với những diễn tiến mới nhất liên quan tới tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, hệ thống đường dây nóng cùng với Zalo qua số điện thoại 0971225053 vẫn luôn túc trực 24/24 tiếp nhận những ý kiến phản hồi của bà con tại khu vực các tỉnh miền Tây nói riêng và cả nước nói chung. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phần tin nóng. Thủ đô Hà Nội là địa phương có số ca nhiễm COVID-19 tăng cao nhất trong tuần vừa qua, nhưng đáng lo ngại hơn hết là 2/3 số ca nhiễm do lây lan trong cộng đồng. Gần đây nhất là ca nhiễm thứ 237, bệnh nhân người Thụy Điển đến Việt Nam từ ngày 19 tháng 12 năm 2019 đến nay đã đi qua các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến sáng ngày 4 tháng 4, Hà Nội ghi nhận 96 trường hợp có xét nghiệm dương tính, trong đó có 60 trường hợp phát hiện tại cộng đồng. Đáng chú ý có 36 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, 2.980 người tiếp xúc gần, tổng số người cách ly tại cộng đồng là 48.506 người. Riêng với ca nhiễm thứ 237, sau 5 tiếng đồng hồ khẩn trương đã xác định được lịch trình của bệnh nhân 237, đã tiếp xúc tổng cộng với 101 trường hợp F1 và gần 200 trường hợp F2. Bộ Y tế cũng đã kiến nghị những người có mặt trong thời gian và địa điểm sau đây liên quan đến bệnh nhân 237 liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Tại Ninh Bình, khách sạn Ngọc Anh cơ sở 2, 38, Lê Văn Tuy từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 3. Đi xe XE Limoni từ Ninh Bình lên Hà Nội, 9:30 ngày 21 tháng 3. Tại Hà Nội, khách sạn Canary Hà Nội số 4, Vũ Hữu Lợi ngày 21 tháng 3. Khách sạn South Star số 2 ngõ 25, Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên ngày 22 tháng 3. Xe cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện Việt Pháp ngày 26 tháng 3. Bệnh viện Việt Pháp ngày 30 tháng 3. Bệnh viện Đức Giang, Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương ngày 4 tháng 3. Sáu người gồm Nguyễn Văn Cứ, sinh năm 1964, Trần Văn Toàn, sinh năm 1987, Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1976, cùng trú ở tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1995, Nguyễn Văn Sự, sinh năm 1987, Lê Quốc Đạt, sinh năm 1978, cùng trú ở tỉnh Thanh Hóa, về hành vi nhập cảnh trái phép. Hiện nay, cả 6 người này đã được đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 4, qua trinh sát, lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện xe bán tải biển số 74C02140 đang đậu gần khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, có biểu hiện đáng ngờ, trên xe có người. Lái xe biển số 71C02140 là Phan Gia Thanh, sinh năm 1970, trú ở tỉnh Quảng Trị, cũng đã được đưa vào nơi cách ly tập trung, phương tiện chở người vượt biên bị tạm giữ. Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng, các cơ quan chức năng ở nhiều địa phương đã thành lập các tổ công tác, ngay lập tức triển khai tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân. Trong đó đáng chú ý là giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, các hoạt động kinh doanh, vận chuyển đều buộc tạm đóng cửa. Điều này cho thấy sự cấp bách quyết liệt phòng chống dịch đang diễn biến phức tạp. Và dù cho tình hình đang căng thẳng thì vẫn có những quán cà phê bất chấp lệnh cấm. Sự việc vừa được ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long. Vào khoảng 11 giờ 50 phút trưa ngày 3 tháng 4, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân phường 4 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra việc thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người và tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng, thì phát hiện quán cà phê Thức tại phường 4 thành phố Vĩnh Long do ông Trần Hoàng Thái, 62 tuổi, ngụ phường 4 thành phố Vĩnh Long làm chủ, vẫn còn hoạt động, trong quán có 10 người. Tổ công tác đã tiến hành nhắc nhở, giải tán, không để tập trung đông người và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Thái về hành vi trên, được quy định tại điểm C khoảng 4 điều 11, Nghị định 176 năm 2013 trên NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Không chỉ có quán cà phê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vì mở bán cà phê tập trung đông người, mà mới đây, Công an phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng bất ngờ kiểm tra và phát hiện cơ sở massage Bàn An tại khu phố 7, phường Thống Nhất vẫn mở cửa hoạt động tiếp khách, dù Thủ tướng Chính phủ cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có quy định tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, trong đó có cơ sở massage để phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở vẫn mở cửa đón khách có nhu cầu massage với giá vé từ 100 đến 150 ngàn đồng một vé. Chủ cơ sở thừa nhận chưa chấp hành nghiêm túc quy định của nhà nước trong việc tạm thời đóng cửa cơ sở và ngừng tiếp khách để phòng chống dịch COVID-19. Hiện vụ việc đã được công an lập hồ sơ xử lý theo quy định. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 4, lực lượng công an cũng đã phát hiện cơ sở massage Relay One ở phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, do Đỗ Viết Dương sinh năm 1994, ngụ tỉnh Thanh Hóa làm chủ, đang hoạt động khi cho nhân viên massage kích dục cho khách tại hai phòng của cơ sở này. Trước đó, Công an huyện Bình Chánh phát hiện tài khoản HNT có đăng bài viết với nội dung chợ Bình Chánh ngày mai chính thức bị phong tỏa, nhà các anh chị 15 ngày sau mới nhóm lại. Qua điều tra xác minh, NTNH, tên đã được viết tắt, sinh năm 1987, ngụ huyện Bình Chánh là chủ tài khoản nói trên. Công an đã mời người này về làm việc. Theo lời khai, trước đó người này đi chợ Bình Chánh mua một số nhu yếu phẩm và nghe các tiểu thương nói chợ sẽ đóng cửa nên về đăng lên Facebook. Đồng thời khi trả lời các bình luận trên Facebook, bà H khẳng định hoàn toàn chính xác, do đó đã làm cho nhiều người hoang mang. Thưa quý vị, điều cần thiết nhất lúc này là mỗi một người dân chúng ta cần phải thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm đến với quý vị là từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, tất cả các tàu chở hành khách từ bờ ra các đảo trên địa bàn của huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã tạm ngừng hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên thì người dân không nên hoang mang, đổ xô mua đồ tích trữ vì hàng hóa, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác của người dân vẫn được phép hoạt động. Tại bến tàu Ba Hòn, hàng ngày có 8 lượt tàu chở khách và hàng hóa xuất bến đi hai xã đảo Hòn Nghệ, Sơn Hải và ngược lại. Nay đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4 chờ thông báo mới. Ở ban quản lý bến xe tàu huyện Kiên Lương thực hiện là tạm ngưng hoạt động các tuyến chở khách ra đảo Hòn Nghệ và Sơn Hải. Còn những chuyến tàu vận tải thì hàng hóa, nhu yếu phẩm thực phẩm cho ra đảo thì vẫn hoạt động bình thường. Để hạn chế việc di chuyển nhằm phòng chống dịch bệnh, một số chủ tàu còn giảm số lượng vận chuyển từ 1 ngày một chuyến thành 2 ngày một chuyến. Thì bây giờ không chở khách nữa thì chở mỗi ngày chạy một chuyến, chở hàng hóa ra để phục vụ cho bà con trên xã đảo. Khách là không có chở người nào hết trơn. Khách một ngày chạy một ngày. Thì từ ngày mùng 1 tháng 4 là đối với vận chuyển khách á, thì trạm đã thực hiện nghiêm, đã không còn vận chuyển nữa. Tuy nhiên, còn có một số phương tiện tàu cây vận chuyển những hàng hóa thiết yếu ra đảo để phục vụ bà con. Rồi những trường hợp đặc biệt thì chở cán bộ đi công tác ra đảo. Thì những cái trường hợp đó là phải có cái công lệnh của trên và thực hiện nghiêm về công tác phòng dịch. Thưa quý vị, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số ca nhiễm cao thứ hai cả nước. Do vậy, việc ngăn chặn các nguồn lây từ bên ngoài vào để tập trung xử lý dịch bên trong là điều hết sức cấp bách. Vâng ạ, và để thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, thành phố sẽ có tổng cộng 62 chốt kiểm soát của cảnh sát giao thông, y tế và công an được lập để tuyên truyền cho người dân chống dịch bệnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình về việc kiểm soát dịch tại các chốt ra vào thành phố. Tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 huyện Bình Chánh, dưới dạ cầu vượt của cao tốc Bến Lức - Long Thành, lực lượng chức năng đã cho dừng xe, kiểm tra một số xe chở khách loại trên 9 chỗ và xe du lịch là các phương tiện nằm trong số các trường hợp tạm ngừng hoạt động trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ. Tuy nhiên, các xe này đã được hoán cải, không vận chuyển hành khách, chỉ chở đồ chuyên dụng và đưa đón chuyên gia của doanh nghiệp nên được phép tiếp tục hành trình. Tại tình hình dịch bệnh giờ tràn lan nhiều quá nên mấy anh này làm gì cũng tốt để phòng ngừa những cái lây lan khác, để người ta xe khách này nó chở người tầm bậy tầm bạ rồi nó không mà lây lan đến người khác nữa. 10 chốt kiểm soát cửa ngõ được lập nên để giám sát tình hình ra vào thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ tại các điểm này kiểm soát những phương tiện nằm trong danh mục tạm ngưng hoạt động, đồng thời đảm bảo lưu thông bình thường đối với xe chở hàng hóa thiết yếu,
ô tô cá nhân, xe máy. Qua 3 ngày chốt chặn, gần 100 ô tô các loại bị buộc phải quay đầu trở vào hoặc rời khỏi thành phố. Trước mắt là tuyên truyền những xe nào vào là quay đầu về nơi xuất phát. Bên cạnh đó, những lái xe như thành ở phù hiệu, có phù hiệu mà được tại thành phố Hồ Chí Minh cấp thì thực hiện theo văn bản 3984. Thì là nếu cố tình vi phạm thì chúng tôi trước mắt chúng tôi sẽ xử lý về cái hành vi là không có phù hiệu tham gia kinh doanh vận tải. Kiểm tra rất là chặt chẽ mấy cái cửa ngõ vào thành phố đó, thì tôi thấy cái việc đó là đảm bảo an toàn cho người dân, thì để ngăn chặn dịch. Cần thiết thì người ta mới nên đi, còn không cần thiết thì nên ở nhà đi, đừng di chuyển. Tỉnh này qua tỉnh kia nó mất công rồi nó lây lan nữa. Thủ tướng cũng phải là ngăn săn cấm chợ gì hết trơn á. Có việc cần thì mới ra đường. Trong 15 ngày quyết định của cuộc chiến chống dịch COVID-19, cần lắm ý thức tự giác nơi mỗi người dân, mỗi tài xế trong việc chấp hành các quy định chung để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, vì sự bình yên của thành phố, vì hiệu quả của cuộc chiến chống đại dịch. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, taxi, xe hợp đồng tạm ngừng hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đã tạm ngừng để hạn chế lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là trong những lúc cấp bách như ốm đau, bệnh tật thì người dân phải xử trí ra sao? Vâng, điều mà Diễm Loan vừa đề cập đến cũng là suy nghĩ và lo lắng chung của rất nhiều người dân. Thông tin nóng nhất mà chương trình vừa nhận được là hiện nay có 200 chiếc taxi được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép cho hoạt động trên địa bàn thành phố, phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân trong trường hợp cấp thiết, đặc biệt là vận chuyển người bệnh. Đáng chú ý là việc vận chuyển này là hoàn toàn miễn phí. Từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tập đoàn Mai Linh đưa 200 taxi vào hoạt động phục vụ miễn phí người dân thành phố khi có nhu cầu cấp thiết. Trước đây thì thông thường người dân đi lại bằng taxi hoặc là xe hợp đồng. Nếu như không có xe nhà thì hiện nay đi lại như thế nào? Cái này chúng ta mấy hôm nay thì tại các bệnh viện thì cũng đã có hỗ trợ rồi, có hỗ trợ phương tiện một phần rồi. Tuy nhiên là cũng thấy rằng nếu được có thêm một số phương tiện nữa, chúng ta túc trực tại các bệnh viện thì giải quyết được cái nhu cầu rất là cần thiết. Toàn bộ xe và tài xế được trang bị đồ dùng bảo hộ khử khuẩn. Tài xế và khách đi xe đảm bảo mang khẩu trang khai báo y tế. Taxi sẽ không phục vụ người mắc hoặc là nghi mắc COVID-19. Tham gia vào cái chương trình phòng chống dịch bệnh mà Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi, đã ra lệnh cho tất cả các địa phương. Và cái hoạt động này đối với doanh nghiệp, đây là một cái việc tham gia tự nguyện. Lượng xe hỗ trợ này sẽ không sử dụng hệ thống tổng đài điện thoại của hãng mà chịu sự điều phối của bệnh viện. Trong trường hợp người dân gọi tổng đài cấp cứu 115, tổng đài sẽ cân nhắc điều phối nếu có taxi miễn phí đang ở gần bệnh nhân. Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình giao thông. Nhóm phóng viên chương trình vừa ghi nhận thông tin nóng tại khu vực xa lộ Hà Nội, thưa quý vị. Đây là đoạn qua cầu Rạch Chiếc nối quận 2, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng kẹt xe nối dài liên tục tái diễn tại đây khiến cho giao thông ở cửa ngõ phía đông thành phố gần như là hỗn loạn. Và nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng này xuất phát từ một chiếc biển báo. Thực hư ra sao? Quý vị hãy cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Các phương tiện xếp hàng dài, nhích từng chút một. Nhiều tài xế cho hay, xe chạy vào làn dành cho xe máy khiến người chạy xe máy cũng rơi vào cảnh tương tự. Có người phải chạy xe lên phần đường dành cho người đi bộ. Theo đội cảnh sát giao thông Cát Lái, tình trạng kẹt xe tại khu vực này không mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây kẹt xe kéo dài hơn rất nhiều. Nguyên nhân là trên cầu vượt Cát Lái có biển báo cấm phương tiện chạy hai làn. Trước đây các phương tiện này vẫn chạy hai làn, nhưng chạy so le, nhưng bị phạt nguội mạnh tay nên các tài xế sợ và cho xe chạy một làn, dẫn đến kẹt xe kéo dài. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã có kiến nghị gửi Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ biển báo này để các phương tiện lưu thông dễ dàng. Nhiều tài xế cho biết nếu không sớm giải quyết tình trạng này, khi dịch COVID-19 hạ nhiệt, người dân đi lại nhiều, giao thông sẽ còn phức tạp. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Để mọi người trong chúng ta nhận thấy rằng, sự hy sinh, công lao dưỡng dục của đấng sinh thành là điều vô cùng vĩ đại và không gì có thể so sánh được. Dù cho bên ngoài xã hội, bạn có là người ra sao, thì khi quay trở về với gia đình, bạn vẫn luôn là đứa trẻ trong vòng tay của cha, mẹ và luôn được yêu thương, chở che. Nhưng mà quý vị biết không ạ, ai rồi thì cũng sẽ đi hết phần đời, cha mẹ cũng không thể nào bên cạnh chúng ta được mãi, và rồi một ngày họ cũng sẽ ra đi, như câu chuyện mà Quang Huy muốn chia sẻ đến với tất cả quý vị khán giả ngay sau đây, vô cùng ngàn lòng. Đó là về Trung úy Nguyễn Đình Thông, thưa quý vị, đội trưởng của đội vũ trang đồn biên phòng Thành Trị, bộ đội biên phòng Long An đã nén nỗi đau mất cha để cùng tổ quốc thực hiện sứ mệnh cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Ngày 2 tháng 4, Trung úy Nguyễn Đình Thông nhận được tin cha mình qua đời vì căn bệnh ung thư thực quản tại quê nhà, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hung tin khiến anh muốn buông bỏ tất cả để chạy về nhà ngay, chịu tang cha. Nhưng vì nhiệm vụ đang trong thời điểm quyết định phòng chống dịch COVID-19, anh đành nén nỗi đau vào tận đáy lòng vì sứ mệnh thiêng liêng dành trọn cho Tổ quốc. Anh chỉ biết cúi đầu tiễn biệt cha mình từ miền Nam xa xôi. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thành Trị đã giúp Trung úy Thông lập bàn thờ vọng ngay trước chốt kiểm soát mà Thông cùng với 5 cán bộ chiến sĩ khác đang thực hiện nhiệm vụ. Trung úy Thông thắp nén hương tiễn biệt cha của mình, Đảng ủy Bộ đội Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương cùng đến chia buồn và động viên đồng chí. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian cách ly toàn xã hội, đa phần người dân đều ở nhà tránh dịch, đường phố khá thông thoáng, vắng lặng. Thế nhưng có một nghịch lý là tai nạn giao thông lại tăng so với dịp trước dịch. Và tại sao lại như vậy? Chuyên mục Camera Nóng ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời gian gửi đến quý vị những clip ghi lại ý thức, hành động xấu xí và đáng trách của một vài nhóm thanh niên điều khiển xe máy khiến cho tai nạn tăng cao. Mở đầu là một nhóm thanh niên tỏ vẻ thách thức, đánh võng và liên tục lạng lách trước đầu xe, mặc dù tài xế đã nhấn còi xin đường. Theo nội dung clip ghi lại cho thấy, mặc dù tài xế đã bóp còi xin đường, nhưng nhóm thanh niên này vẫn liên tục chạy dàn hàng ngang rồi tỏ vẻ thách thức khi lạng lách đánh võng ngay trước đầu xe ô tô. Hành động này không những vi phạm luật lệ giao thông mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện trên đường. Được biết, vụ việc này xảy ra tại Hải Phòng và ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã đề nghị công an vào cuộc điều tra xử lý nhóm thanh niên này. Tiếp theo là một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ nên đã bị xe container tông trúng ngã ra đường. Và điều không mong muốn cũng đã xảy ra. Đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Vụ tai nạn xảy ra mới đây tại ngã tư Mỹ Sơn, Đông Kinh, Lạng Sơn được camera hành trình của chiếc xe container ghi lại. Theo đó, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, đầu không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ. Hậu quả là thanh niên này đã đâm trúng vào đầu xe container. Cú đâm mạnh đã hất anh ta sang làn đường ngược chiều. Đúng lúc này, một xe container khác lao tới đã cán qua người, khiến thanh niên tử vong tại chỗ. May mắn hơn nam thanh niên vừa rồi, một tài xế xe tải đã cứu sống một người đi xe đạp điện sang đường bất cẩn nhờ vào cú đánh lái xuất thần của mình. Sự việc vừa được camera nóng ghi nhận tại một tuyến đường ở Hà Nội. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Hình ảnh ghi lại được cho thấy một chiếc xe tải đang lưu thông với tốc độ cao trên đường thì gặp một người đi xe đạp điện tạt ngang trước đầu xe mà không chú ý quan sát. Ngay lập tức, tài xế đã đánh lái khẩn cấp khiến chiếc xe xoay 180 độ. May mắn là nhờ màn xử lý kịp thời của tài xế xe tải nên tai nạn đáng tiếc đã không xảy ra. Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, danh hài Trấn Thành không chỉ dành tặng món quà tới Mai Phương là một ca khúc như viết về cuộc đời cô, khiến cho nhiều người xúc động, mà anh còn có hành động thiết thực hơn là âm thầm kêu gọi ủng hộ mở sổ tiết kiệm cho con gái của Mai Phương. Trên mạng xã hội, một người em thân thiết với MC Trấn Thành đã chia sẻ một danh sách nghệ sĩ quyên góp với dòng trạng thái: "Cảm ơn anh xin đứng ra vận động để em và mọi người có cơ hội giúp đỡ chị Mai Phương, chú Mạ Cang, cô Hoàng Lan, mùa dịch ấm áp tình người." Qua bức ảnh có thể thấy danh sách gồm 30 nghệ sĩ như Thu Minh, Bằng Kiều, Tiến Luật, Trúc Nhân, Quang Trung, Lâm Vĩ Dạ với tổng số tiền quyên góp là 300 triệu đồng, trong đó Trấn Thành cũng ủng hộ 30 triệu đồng. Về việc phân chia số tiền, Trấn Thành cho biết sẽ gửi chị Hoàng Lan 25 triệu đồng, chú Mạc Cang 25 triệu đồng để họ chữa bệnh. Phần còn lại 250 triệu đồng anh sẽ mở tài khoản cho bé La Vi, con gái của diễn viên Mai Phương. Trước đó Trấn Thành cũng khiến nhiều người xúc động khi thực hiện một clip đặc biệt để tưởng nhớ về Mai Phương. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên không ngừng khiến cho fan phải trầm trồ khi cách vài ngày lại cập nhật số tiền khủng đã nhận được để quyên góp cho người dân miền Tây bị hạn mặn. Và gần đây nhất thì số tiền Thủy Tiên đăng lên trang cá nhân đã lên tới 14 tỷ 182 triệu thưa quý vị. Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên đã chia sẻ những hình ảnh cô trực tiếp đến trao tặng nước ngọt cho bà con miền Tây bị hạn mặn và cập nhật số tiền quyên góp được dành để lắp máy lọc nước với số tiền lên đến hơn 14 tỷ đồng. Với số tiền hiện có trong tài khoản, vợ công Vinh cho biết dự kiến sẽ lắp đặt được tất cả 28 trạm lọc và được tài trợ thêm 1 trạm. Nhưng vì tình hình cách ly toàn xã hội nên hiện tại chỉ có 27 trạm được khảo sát, còn 2 trạm sẽ được vợ chồng Thủy Tiên trực tiếp tới tận nơi xem xét tình hình sau. Những điều Thủy Tiên làm đã khiến cho cộng đồng cảm thấy ấm lòng và bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng tấm lòng vàng của cô.
Kính thưa quý vị khán giả, đất nước đang đi vào thời kỳ chống dịch mạnh mẽ. Nhằm chung tay ủng hộ tinh thần, thời gian vừa qua trên các diễn đàn, hàng loạt thông điệp ý nghĩa đã được lan tỏa. Người dân thì nhau nhắn gửi thông điệp riêng, thể hiện tính sáng tạo, sự đồng lòng. Trên hết là tinh thần tự giác, nhắc nhở mọi người. Mời quý vị cùng điểm qua một số thông điệp hay ngay sau đây. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, y bác sĩ ở khắp nơi trên thế giới đang truyền nhau thông điệp "Chúng tôi đi làm vì bạn, xin hãy ở nhà vì chúng tôi". Tại Việt Nam, những hình ảnh về đội ngũ nhân viên y tế cầm trên tay lời nhắn này đang được lan tỏa chia sẻ trên khắp diễn đàn cùng với hashtag Stay Home. Cảm động trước sự hy sinh dốc sức vì cộng đồng của tập thể y bác sĩ trên cả nước, người dân vô cùng ủng hộ thông điệp trên. Không ai ra đường hết, mình đâu có ai đi lan ngoài được thì cái đó cũng rất là tốt. Để đi đường rất là vắng. Ai ở nhà đó ta đâu có đi đâu. Mình thấy cái thông điệp này tuy ngắn nhưng mà rất là ý nghĩa. Bởi vì hiện tại thì dịch bệnh đang chuyển biến phức tạp, các y bác sĩ thì đang tận tâm chữa trị, cho nên là những người như tụi mình thì nên tuân thủ các biện pháp y tế, là nên ở nhà để ngăn ngừa cái việc lây lan của dịch bệnh. Thông điệp này cũng thay lời muốn nói của các y bác sĩ trong thời gian qua. Họ căng mình chiến đấu, không kể ngày đêm, không phân biệt bệnh viện hay gia đình, không màng việc nghỉ ngơi, chỉ mong nước ta thắng dịch. Nên ở nhà. Ở nhà là giúp cho chính chúng ta và gia đình chúng ta là cái thứ nhất. Thứ hai là chung tay với chính phủ và đất nước là giúp cho toàn xã hội để tránh lây lan dịch bệnh. Hai tuần đầu tiên của tháng 4 là hai tuần quyết định để cho đất nước chúng ta, nhân dân chúng ta và từng cá nhân chúng ta xem dịch bệnh có lùi được hay không, rất là quan trọng. Hiện Việt Nam đã có 2 nhân viên y tế bị nhiễm dịch trong quá trình tiếp xúc bệnh nhân. Đồng thời, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cũng trở thành ổ dịch nguy hiểm. Từ đó có thể thấy sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ nhân viên y tế. Sau thông điệp kêu gọi dân chúng ở nhà hạn chế ra đường, giảm thiểu sự lây lan, thì mới đây xuất hiện thông điệp kèm tên gây ấn tượng mạnh. Cư dân mạng liền sáng tạo ra hàng loạt thông điệp mới lạ, nhắn nhủ nhiều điều. Tôi là Thịnh, ở nhà cho bớt bệnh. Tôi là Trâm, ở nhà cho yên tâm. Tôi là Bi, ở nhà không cần đi. Tôi là Trang, sẽ không đi lang thang. Tôi là Trường, không đi tám phố phường. Ngay khi những thông điệp kết hợp cùng tên chủ thể được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dân mạng không khỏi thích thú, không ít chuyên gia cũng hưởng ứng phong trào này, trong đó có tiến sĩ tâm lý Phạm Thị Thúy. Facebook rộn rã bởi những cái thông điệp là kèm theo tên của mình là một cái lời gọi là cam kết tôi làm gì. Tôi tên Tùng, tôi không đi lung tung, hay là cá nhân tôi cũng nghĩ là tôi là Thúy, tôi ở nhà tránh lãng phí. Thì đôi khi mình dùng cái tên của mình và mình nói một câu vui vui trên Facebook, nó có rất là nhiều ý nghĩa, tôi rất ủng hộ phong trào này. Thứ nhất đó là một cái sự vui vẻ, lạc quan, hài hước. Và đặc biệt thứ hai đó là sự cam kết của bản thân. Mình làm cái gì có ích cho mình trong mùa dịch, mình làm gì để phòng chống dịch, mình làm gì để bảo vệ mình và mọi người xung quanh đây. Cho nên có những lời cam kết dễ thương lắm, có những lời mà tạo ra những thông điệp mà bạn bè đọc thì bạn bè thấy hay đó và mình có thể làm theo. Thì đấy chính là lan tỏa thông tin hay nhất. Thực ra đó là những cái kiến thức mà đôi khi trong những văn bản hành chính hay là trong những cái lời khuyên của các chuyên gia dài hay là khó đọc thì người ta lại không nhớ đâu. Nhưng mà vài câu nho nhỏ vui vui như thế để mà họ giống như là họ đọc hiểu về kiến thức khoa học, nhưng họ lại vận dụng vào chính mình. Tôi có thể làm gì, tôi nên làm gì và các bạn nên làm gì. Thậm chí là kèm theo là vậy thì bạn có thể làm gì. Tức là mình kêu gọi cộng đồng luôn. Thì đấy chính là cách lan tỏa tốt nhất. Và đây chính là một cái cách phòng dịch khá là thú vị. Tôi cho rằng là những cái người mà làm công tác sáng tạo, nghệ thuật thì nên tạo ra nhiều những phong trào đó, tạo ra nhiều những bức tranh vui, những cái câu chuyện vui, những cái hình ảnh vui để mà tạo nên niềm vui cho người dân trong mùa dịch này. Tôi là Oanh, tôi không đi loanh quanh. Đây chính là khẩu hiệu của tôi. Còn quý vị thì sao? Ngoài ra, hãy ở yên khi tổ quốc cần. Chống dịch như chống giặc, cả nước chung tay thổi bay dịch bệnh. Đây chính là những thông điệp phổ biến trong suốt thời gian qua. Hơn bao giờ hết, đất nước đang cần sự chung tay của tất cả chúng ta, những công dân Việt Nam, để cùng vượt qua đại dịch COVID-19 này. Hoàng Oanh, phóng viên của Nóng 24, xin ghi nhận. Tôi là Diễm Loan và tôi sẽ ở nhà ngoan. Còn tôi là Quang Huy, ở nhà chống dịch không nghỉ suy. Và thông điệp vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nóng 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng mọi người dân sẽ có ý thức hơn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, tạo nên sức mạnh mãnh liệt cùng đất nước chiến thắng đại dịch COVID-19 quý vị nhé. Còn bây giờ, Diễm Loan và Quang Huy xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.